Xin chào, chúng ta sẽ đến với năm từ vựng của ngày hôm nay. Từ số 1, con bò đực. Ox, ox, ox. Con heo là pig, pig, pig. Con thỏ là rabbit, rabbit, rabbit. Con cừu là sheep, sheep, sheep. Con hổ là tiger, tiger, tiger. Chúc các bạn luyện tập thật tốt năm từ vựng này, nhớ phát âm cho chính xác nhé.